sau đó châu nghị cũng nhanh chóng tới chỗ của thầy vương huy ông dùng cổng dịch chuyển giúp anh đi luyện tập tới nơi anh cũng ngạc nhiên hỏi lớn thầy ở đây là đâu vậy nhìn về phía trước đang có những con sói xâm lâm cấp 23, tư chất bạch ngân kỹ năng đột kích cắn xé bọn chúng nhìn thấy hai thầy trò tới thì cũng như nhìn thấy một bữa tiệc buffet di động nghe những chiếc răng nanh cùng với ánh mắt đầy sắc khí mà gầm rú ông thầy vương huy cũng chắp tay sau lưng giải thích ở đây là ngách của khu rừng công hội thiên vũ mà thầy sáng lập ở nơi đây có một điểm để chuyên luyện cấp anh cũng tò mò hỏi lại, thầy à, đám ma sói này cần em đuổi chúng đi luôn không? Không cần phải lo lắng. Vừa dứt lời một tiếng hét gầm vang của một con rồng trên bầu trời khiến cho bọn sói giật mình sợ hãi, như đi chơi điện tử mà bị bố bắt gặp, bọn chúng cong đuôi bỏ chạy thục mạng. Ánh mắt của anh cũng trợn tròn bất ngờ khi nhìn thấy con rồng, vậy mà lại còn có cả cự long ở đây sao? Thầy Vương Huy giải thích, cự long sử thi cấp 62 đó là ma long của đại sư huynh của em. Bình thường, nó chịu trách nhiệm làm ma thú khiến cả khu rừng khiếp sợ. Trong nghị ngạc nhiên hỏi lại, đến ngay cả ma long mạnh như vậy mà đại sư huynh cũng thu phục được, vậy đại sư huynh phải lợi hại đến nhường nào? Ông hiệu trưởng tỏ ra khoái chí, hai mắt nhắm chặt tay chỉ lên trời cười nói, đại sư huynh của em trước đây đã ngang bằng với thầy rồi, đạt đến cấp 64 rồi đấy. Mà năng lực thực chiến của cậu ta thậm chí là còn ở trên thầy cơ, nên điều đó khiến cho thầy yên tâm đem công hội thiên vũ giao lại cho cậu ta quản lý. Sau khi nghe được thầy giải thích, ánh mắt của anh cũng trở nên ngạc nhiên, mồ hôi trên trán dần lan xuống. 30 tuổi mà đã đạt cấp 64 rồi sao? Thiên phú của đại sư huynh cũng quá nghịch thiên rồi. Ông vỗ vai anh nói một cách tự tin, ha ha, nhiều năm như vậy thầy đã gặp qua nhiều chức nghiệp giả, nhưng em chính là người có thiên phú nhất trong số đó. Cố gắng luyện tập cho tốt, thầy tin tương lai thành tựu của em sẽ có hy vọng vượt qua đại sư huynh của em. Tiểu nghị a, nhìn cho kỹ đây, thầy sẽ thị phạm kỹ năng đặc thù để dạy cho em trong ngày hôm nay. Nói rồi từ bàn tay của ông phát ra một nguồn năng lượng thánh quang thuần khiết, dơ thẳng lên trời hô lớn. Thánh quang, tẩm thuẫn, từ phía trước và sau xuất hiện hai tấm khiên thánh quang khổng lồ tỏa ra khi thế áp bức đáng sợ châu nghị thấy vậy hai mắt to tròn nhìn một cách chăm chú hai tấm khiên thánh quang dần được đẩy về phía một cách mãnh liệt khi chúng va chạm vào nhau thì xảy ra một vụ xung đột cực điểm không khí dường như bị nén lại tạo chấn động khổng lồ khói bụi mù mịt tỏa ra khiến cho anh cũng giật mình phải lùi lại nhìn về cánh rừng trước mắt giờ đây chỉ còn lại hoang tàn sau đòn tấn công khủng khiếp khiến cho châu nghị cũng giật mình tự hỏi chuyện này chẳng lẽ đây chính là uy năng của chức nghiệp giả tam truyền sao ông cũng tiến tới trước mặt anh mà lấy ra một quyển sách nói lớn tiểu nghị đây chính là kỹ năng thứ nhất mà thầy dạy cho em em hãy đem ý thức liên kết lên mặt của sách kỹ năng dùng điểm kỹ năng tiến hành học tập là được anh nhanh chóng nhận lấy quyển sách và nhìn chăm chú vào nó đáp lời vâng thưa thầy em đã hiểu rồi châu nghị nhắm chặt mắt cảm nhận sóng linh lực từ quyển sách một bảng thông tin hiện ra thánh quang tẩm thuẫn a cộng ở trong phạm vi nhất định phía trước sinh thành hai thuẫn bích hai thuẫn bích sẽ từ từ khép lại gần nhau sau khi lại gần sẽ va chạm và gây ra một vụ nổ lớn, khiến cho kẻ địch phải chịu lượng lớn thương hại của ma pháp thuộc tính quang. Đồng thời, phe mình có thể thông qua thuẫn bích, nhưng kẻ địch lại không thể vượt qua. Ghi chú, kỹ năng thuộc về kỹ năng truyền thừa thánh kỵ sĩ. Sau khi cuốn sách dần tan biến anh cũng được đọc kỹ năng thánh quang tầm thuẫn cấp 1, nhìn về phía bàn tay của mình, anh cũng hỏi, kỹ năng truyền thừa của thánh kỵ sĩ sao? Thầy cũng biết kỹ năng của thánh kỵ sĩ cơ à? Ông thầy khi này cũng cười nói vui vẻ, thánh quang tẩm thuẫn vẫn là kỹ năng chuyên thuộc khi sư tỷ của em còn là tam truyền chức nghiệp thánh kỵ sĩ đã tự mình sáng tạo ra năm đó thầy từ sư tỷ của em kế thừa được kỹ năng này bây giờ thầy sẽ truyền thụ lại nó cho em kỹ năng đã học được rồi đúng không phóng thích ra cho thầy xem thử nào anh cũng dạo dực trong lòng muốn thử ngay kỹ năng mới hai tay thủ thế phát động nguồn linh lực từ cơ thể miệng hét lớn thánh quang tẩm thuẫn trước mặt anh cũng xuất hiện hai tấm khiên với kích thước nhỏ dần dần đẩy sát vào nhau tạo ra một khí tức mạnh mẽ Châu Nghị hai tay đan vào nhau điều động linh lực cảm nhận tấm khiên hét lớn, hợp cho ta, ngay lập tức hai tấm khiên va thẳng vào nhau. Cú va chạm xảy ra làm cho khói bụi nổ tung mù mịt khí thế ngất trời, nhìn thấy được cậu học trò của mình có thể thi triển được kỹ năng một cách thuận thục như vậy. Ông thầy Vương Huy cũng tiến lên khen ngợi, bây giờ em chỉ là thánh quang tầm thuẫn cấp 1, có thể làm đến mức độ này là đã rất tốt rồi. Kỹ năng này đặc biệt chuẩn bị cho trận đấu đoàn thể tiếp theo của em đấy. Em có thể dùng thuẫn bích để phân chia chiến trường, từ đó hạn chế hành động của địch mà nhân cơ hội tấn công. Nếu như em đã nắm bắt được kỹ năng, tiếp theo chính là tiết học diễn luyện thực chiến. Dragon sẽ điều động bầy ma thú xung quanh phát động công kích với em. Một con rồng to lớn dần dần theo lệnh chỉ huy của ông thầy cũng tiến đến, đôi mắt của nó tỏa sáng, tạo ra khí thế áp bức. Ông vút ve nó một cách gần gũi nói tiếp, việc em có thể thông qua đánh bạn lũ ma thú và lấy được bao nhiêu điểm kinh nghiệm hoàn toàn sẽ quyết định ở sự cố gắng của bản thân em trong ngày hôm nay. Châu Nghị nhìn về phía con rồng một cách bình thản đáp lời không thành vấn đề thưa thầy. Dragon nhanh chóng gầm thét tạo ra một xung kích cực lớn. Xung kích này lan tỏa cả khu rừng rộng lớn. Nó làm cho những con ma thú khi nghe thấy trở lên sục sôi chiến đấu. Đôi mắt đỏ rực chứa đầy hận thù. Ngay cả những con chim trong khu rừng cũng bị tiếng thét này làm cho kinh hãi mà chạy tới. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi lũ ma thú đã ồ ạt kéo đến. Một con ma thú xuất hiện đằng sau lưng anh với đôi mắt đỏ rực. Nó nhanh chóng phóng thân mình lao tới, há chiếc miệng rộng nhằm một đòn nuốt trọn cơ thể của anh. Ánh mắt của Châu Nghị dần tỏa ra thánh quang cười một cách đầy quỷ dị cuối cùng cũng tới rồi sao anh triệu hồi chiếc búa của mình nhẹ nhàng chém đứt đầu con ma thú một cách nhanh chóng lũ quái vật khi này cũng tầng tầng lớp lớp kéo đến chật kín cả khu rừng những thứ nhìn thấy còn lại là những đôi mắt đỏ cùng hàm răng sắc chọn của chúng anh đứng giữa bầy quái mà không lo sợ bắt đầu kích hoạt hàng loạt các kỹ năng bắp trạng thái cho bản thân ngay sau đó là lấy đà nhảy thẳng lên trên cao vung một búa chém xuống như một đòn phán xử của công lý khiến cho con ma thú bị trẻ làm hai mảnh tiếp đó anh sử dụng thiên phú hàn băng của mình tích tục hàn khí tạo thành những viên tinh thể phóng thẳng về phía bọn chúng, khiến cho một vài con bị khống chế cứng mà đóng băng lại. Sau đó là cuộc thảm sát điên cuồng của anh, cứ một chém tung ra là máu huyết cùng đầu của ma vật phải rơi xuống, những đòn như dáng trời từ chiếc búa làm cho đám ma vật con nào. Con nấy đầu bị ói máu mà ngã gục, anh như một kẻ sát quỷ mà điên cuồng chém giết, chỉ sau vài tiếng đồng hồ toàn bộ đám ma vật trong bán kính 100 m đã bị anh làm gỏi. Châu Nghị kịch quệ ngồi thở hồn hển rứt mặt đất lòng tràn đầy vui sướng, thầy Vương Huy cũng dần tiến đến khen ngợi liều mạng đến như vậy sao không ngờ cậu đến ngay cả một chút thể lực và ma lực cuối cùng cũng đã tiêu hiệu hao cạn kiệt không sợ còn có ma thú mà ngồi đây nữa hay sao anh hướng tay về phía ông đắc ý đáp lời he he không phải còn có thầy ở đây hay sao sau đó anh nhanh chóng uống thuốc hồi phục cơ thể tàn tạ đầy bụi bặm của anh được một dòng khí nóng bao quanh các vết thương nhanh chóng được lành lại đứng nhìn một cách sảng khoái anh cười thầm tuy là hơi mệt nhưng mà loại cảm giác điên cuồng lấy được kinh nghiệm này thật sự là quá đã rồi chúc mừng bạn đã thăng cấp đến 22 bạn nhận được 20 điểm thuộc tính tự do và 20 điểm kỹ năng. Nhìn vào bảng kỹ năng của mình, anh cũng gãi đầu bối rối nói, kỹ năng thăng cấp giành được vừa hay có thể thăng cấp thánh quang tẩm thuẫn một chút. Bây giờ uy lực của thánh quang tẩm thuẫn có thể thăng cấp đến một cảnh giới mới rồi. Thầy Vương Huy cũng từ xa tiến đến khen ngợi, không tệ. Thầy vốn dĩ dự đoán em có thể đánh chết gần trăm ma thú, không ngờ đến cuối cùng đã tiêu diệt được hơn 400 con. Anh ngoảnh đầu vui vẻ đáp lời, may mà có chỉ dẫn của thầy. Nếu không, thì dựa vào bản thân em, trong một đến hai tháng rất khó mà thăng cấp được. Ông cũng vỗ vai Châu Nghị nói, dù sao, cậu ở trên trận đấu giao lưu đã to gan tạo ra một đội ngũ không có mục sư mà. Là học sinh của tôi thì vào thời khắc mấu chốt, cậu phải bình tĩnh tuyệt đối, không được mất cảnh giác. Anh nhìn về phía mặt trời đang lặn dần, lòng tràn đầy tự tin nói lớn, yên tâm đi thầy, có em ở đây, quán quân năm nay nhất định là của chúng ta.